Em Bùi Xuân Phúc, học sinh lớp 5A trường tiểu học Nam Dương, huyện Nam Trực, bị mắc bệnh xương từ nhỏ nhưng bằng nghị lực đã vươn lên trở thành học sinh giỏi. Xuân Phúc sinh ra trong gia đình có bố bị khuyết tật vận động. Có lẽ vì thế nên từ khi sinh ra, em đã không may bị mắc căn bệnh quái ác không thể đi lại. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải phụ thuộc vào mẹ. Đến tuổi đi học, Phúc vào học tại trường tiểu học Nam Dương và bố mẹ em đã xin phép nhà trường để trang bị cho em một bộ bàn ghế riêng phù hợp với hình thể của em. Hàng ngày, em đến trường trên lưng mẹ trước ánh nhìn tò mò của bạn bè cùng trang lứa. Nhưng bỏ qua mặc cảm của bản thân, Phúc đã vươn lên học tập tốt. Trong các năm học vừa qua, em đều là học sinh giỏi, tích cực tham gia các kỳ thi của trường và của huyện, trong đó năm học 2021-2022 và 2022-2023 em tham gia kỳ thi viết chữ đúng và đẹp cấp huyện và đã đoạt giải khuyến khích. Cũng trong hai năm học này, phúc tham dự kỳ thi hùng biện tiếng Anh cấp huyện đều đoạt giải nhất. Sự nỗ lực vượt qua hoàn cảnh bệnh tật để vươn lên học tốt của Bùi Xuân Phúc là tấm gương sáng để các bạn nói theo.